đôi tay này nó sẽ hơi khó ra, nhưng mà chúng ta không ăn nha, được không? Lần này chúng ta đánh nha. Chúng ta còn
hai quy lý các bạn, hai ba phần. Phần thứ nhất là ok mi là các bạn đã học rồi, ok mi. Phần thứ hai là phần các kỹ thuật sử dụng để cấp theo chương trình của hội Aikido có đề ra. Và một phần cuối là tôi chia sẻ với các bạn một vài kỹ thuật Bari theo kinh nghiệm riêng của tôi. Vậy thì chung nhất đánh Bari là loại hình gì? Là loại hình các bạn phải xử lý nhiều người. Và trong khi xử lý nhiều người như vậy thì các huấn luyện viên cũng là các bạn đã hiểu rồi đó, thì sẽ có những kỹ thuật mà chúng ta muốn tập luyện nha. Trong cái Otari tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đi kèm. Thứ nhất ok mình thuận tròn, thứ hai phân pháp, thứ ba bộ pháp là thủ chừng, và thứ tư thủ pháp, và trong đó sẽ có các loại nga ghê, katame, katame là bộ pháp, nga ghê là ném. Thì thời gian tôi sẽ trình bày một cái cho các bạn. Khi mà các bạn không quay phim, không quay video này kia thì còn khi giới thiệu là đến phần bộ pháp các bạn như vậy thì như vậy thì mình coi là mình đã làm nha. Giờ trong cái kỹ thuật mà các bạn được tập trên lớp thì tôi nói ngay từ điểm này và ngay từ đầu tất cả các kỹ thuật các huấn luyện viên của các bạn dạy đó là những kỹ thuật mà các bạn sẽ phải thực thi nha. Còn để lát là cái phần mà tôi giờ mới thêm phần mình bây giờ là những phần của các bạn. Thì trong cái phần của ta đi khi người ta đưa tay nắm hai tay nắm vai, tôi nói đầu tiên chút cái phần mặt kỹ thuật của bài Aikido cũng được. Hai tay là cái gì chân của người ta đứng bên này, các bạn có thể xoay bên này để kéo qua, xoay bên này để không còn không đừng đập quan tâm một cái chân của họ, bởi vì nhiều các bạn quan tâm cái chân này thì lúc đó người ta nhào tới các bạn sẽ phải xem bên chân nào, đừng quan tâm gì đó, xoay. Đây gọi là mai là phía trước mặt, và đây là usudo và đi sau lưng nha. Cách thứ nhất của thầy pháp huấn luyện viên của bài kêu khủng bố, hai tay ngửa lên, các bạn thấy da cũng được, nếu các bạn có cũng thấy da là xoắn như vậy thì ép được cái tay của bạn mình nếu mà lại
kêu tay nhào vô đấy, một tay bằng chân, một tay bằng chân. Kỹ thuật này cho phép khi đánh là chân mỏi đấy, tay nhào hơn, một tay đứng biết rõ trả lời ba, có thể nằm trong, có thể nằm cạnh bên dưới đây. Ví dụ thứ nhất, hai tay nằm dưới. Ví dụ thứ hai, một tay nằm trên, một tay nằm dưới, một úp một nửa nhẹ dưới lại tay này lên. Chúng ta cứ việc xoay tập tập eo chân mình đang căng
số. À, nhưng phạm vi hẹp đừng đi như vậy, bởi vì chỉ có phía trước này có khoảng trống, người ta mới tấn công, và khi người ta tấn công đánh trong cái khoảng trống trước mặt của họ, đánh trong khoảng trống trước mặt của họ, chứ còn như vậy mình quay qua thì sẽ đụng người ta như vậy. Cố gắng là sao ứng dụng cái cách bài đánh người ta đó. À, lúc đó tiêu dần sẽ xác định ra đời thì họ không đánh sai gì đâu, họ đánh sát như vậy, đứng như vậy và người ta lao vô thì các bạn nhìn tôi cũng lên đây nhưng mà tôi cũng nhìn đây, tôi cũng lên đây, tôi nhìn đây, các bạn thấy là đứng ngồi nhìn bên này, đánh như vậy các bạn sẽ cũng không có đánh là người ta phía sau rồi nha. Đó, và ứng dụng chung và vi hẹp cái thành trống, họ đi tới mình đi vào đứng này thôi, đánh xuống và lại đi tới, đi vào đứng này thôi, giảm bước tên cao mà gian chân nhỏ lại xuyên, càng nhỏ càng tốt, như vậy đánh ngoài đường tốt hơn. Thì bây giờ để ra còn chắc cũng được hết giờ rồi, không chỉ đi một cái một vài cái các bạn xem rồi à. Nhưng nguyên tắc phải chụp vào vai, nguyên tắc phải chụp vào vai, nhưng mà do đánh của ta đi, chúng ta không có người tôi đi di động, thành ra người phía bắc thì khi chưa tới là đã đánh đòn rồi, thành ra nguyên tắc chúng ta cũng phải bắt chúng ta không phải là đâu là sẵn như vậy để té sai nha, bước vô cũng phải bắt mà người ta đánh đòn mình mới té để gì đó. Hai tay của mình đi bắt vào vai, điều căng thẳng, điều căng thẳng, và đang bắt lên là điều căng thẳng, rồi điều là ứng dụng hai vai. Có gì đâu, vai là không gì không? Để chúng ta Hai ba mươi giây là mấy cái thì là thấp. Thực tế thì 30 giây, mấy lần thi thì tới lúc đó mới quyết định. Nhưng mà thông thường tôi chấm thi được vài lần rồi thì tôi thấy là khoảng chừng cũng phải 18-20 cái, 18-20 ha, các bạn đánh chắc là phải canh. Thành ra người tôi đi cuối cùng sẽ là người lộn nhất, và đó là mình phải canh xài cái đường ngắn hơn, cuộn người lại cho họ ở lại với mình để đánh được nhiều lần hơn, đánh chăng ra ngoài sẽ số cái nó chậm đi, huấn luyện viên không sẽ không không thích cái điều mà chúng ta gọi là nói với lại huấn luyện viên là anh này không chịu lỗ hay chịu không chịu lỗ ha, do chúng ta đánh xa quá chúng ta lỗ rồi chúng ta chạy chậm luôn, ở đâu chúng ta hạn xa hai phương pháp, một phương pháp đánh xa và một phương pháp gần, đánh gần để cái người cô đi thứ ba thi trong nhóm ba người, người cô đi thứ ba số cái nặng hơn và người tô đi di chuyển nhanh hơn, bởi vì các bạn đánh rồi các bạn di chuyển, rồi các bạn đánh, rồi các bạn xoay như vậy các bạn sẽ nhìn ha. Và trên thực tế thì trong cái việc mà đánh trong hai phương ta đi thì tôi kinh nghiệm ở việc là sao, bởi vì hai người họ đánh mình thì nếu mà ba người đánh mình thì người ta ok tấn công một lần mình đánh một lần, ok hai tấn công một lần mình đánh một lần, ok ba tấn công một lần mình đánh một lần, ba ok mới chỉ tấn công có một lần nhưng mà người tôi đi xử lý ba lần, đúng không nào, phải không, người tôi đi xử lý ba lần, chính vì vậy người tôi đi di chuyển càng nhiều thì trong thời gian đầu các bạn đánh các bạn còn sức, nhưng mà sau khoảng 5 giây các bạn sẽ không còn sức, bởi vì sau quýnh tới 3 người thì người ta mới quýnh có một cái bạn di chuyển 3 lần, có nghĩa là mỗi ok quýnh 1 lần thay với nhau, quýnh 1 lần các bạn di chuyển 3 lần, như vậy 2 lần các bạn di chuyển 6 lần, đến lần thứ 3 các bạn 9 lần là đúng rồi, di chuyển ít lại,
ít lợi hay nhiều, đánh kiểm soát và mình đứng tại chỗ nhiều để dùng phương pháp di động thôi. Còn nếu như mà chúng ta đi di chuyển lớn quá, chúng ta tấn công vô nhào vô đi 1 2 3 4 1 2 3 đúng không nè, đúng rồi đúng không các bạn, đánh lớn quá thì sao, mình đi 4 bước mới đạt được 2 bước là cấp số nó tăng lên, đúng 30 giây các bạn mấy chục bước ok cũng mơ tôi đi là sửa liền không nhỏ lại đánh tính lại cái đó giữ được sức của các bạn được thay, chứ còn không thôi các bạn sẽ rất là mệt. Rồi nhìn thấy không? Ok mạnh quá không lên nổi, ok mạnh quá không lên nổi thì thua, bởi vì các bạn sẽ không được tính điểm như mọi cây đang ngồi và đặt ngọc ngọc xuống đúng không nè, thành ra nếu như mà một cây mà nó té mà nó cũng giả bộ nó dây vô của luyện viên sẽ nhanh, của luyện viên sẽ nhanh lúc đó mình cũng sẽ đi thì người đó không cố ý không cố tình không đứng lên hoặc là thay những người khác đi lại, không thể nào mà với những cái giả bộ đang như vậy thì các bạn thi các bạn nhớ và trong khi thi ba người ra thì người đầu tiên đừng đánh quá sức, bởi vì hai người kia nó sẽ mệt thì cuối cùng mình được hưởng lợi nhưng mà cuối cùng mấy bạn sau sẽ không vui đó, tại vì chúng ta đi là thi đầu tiên của cuộc thi, thành ra đừng để mất cái mặt kiến thức để đầu của khi sau đó thấy rồi là mấy bạn đi với nhau ông qua xa của sư cô tự nhiên nha. Rồi quần áo gạch tất cả mọi cái các bạn trang bị cho đủ, đừng để đến lúc đó rồi thiếu rồi đi lên rồi thầy ơi em quên cái tên dạ nhớ nha, ba gạch là phải có ba gạch đàng hoàng đừng để thiếu. Còn gì nữa không nè? Cứ hỏi đi. Thưa thầy, một lần ngắt nhịp có được tính là một lần mắt không? Đó, một lần ngắt nhịp đánh trên TNG đó. Trên thực tế, nếu các bạn đánh trên TNG có là một lần mắt. Vì trên TNG vẫn là đầu của anh Kudo. Vẫn là đầu của anh Kudo, phải không? Mình tắt nhịp ra, không sai. Nhưng nếu các bạn chỉ đánh trên TNG thì không đúng, bởi vì cách đánh sau này của đạo cụ là đánh tay lăng, không đánh một nửa, không đánh một nửa. Thành ra hai ok lỡ mà không mà bỏ nhiều quá rồi nó đổ bính ra không thì tắt nhiệm nó ra một để mình mở, nhất là nó dồn đòn quá trong cái trường hợp như vậy các bạn sẽ chọn một trong hai phương pháp hóa giải, hai ok sát mình quá mình đánh mình bị đụng mình té, hoặc tầm đánh một người mình đánh tên chi không được tính điểm như mà lặp lại cái trục tự động vẫn hay hơn. Còn nếu như mà mình đánh xong xuôi động này cái nó té mình rồi quay qua người kia thấy là mất hẳn luôn cả một chuỗi điểm phía sau, làm lại từ đầu chưa chắc được cho, thành ra các bạn đánh tinh tắt nó ra, tắt nó ra chứ cái đã phải không, như là một cái phần ngắt nhịp được quá mình đánh ha, đôi khi trong một bản nhạc cái điểm lặng là hay đó, mình lặng một chút để mình đánh tiếp, chứ còn ví dụ dập hoài những cái các bạn kiểm soát không hết thì hơn cái đánh một đòn tôi thì biết là sẽ đòn này không chính thức đưa vào theo kỹ thuật nhưng mà nó không phải là một đòn ngoại lai, đây là một đòn aikido nhưng mà cách đánh sau này là một đòn mới không thể nữa, thành ra thì tất khi chúng ta quá thì đủ quá nhiều nhé. Thôi còn gì không? Không còn gì thôi, chúng ta chào nha.